Trời ơi, tại sao trên đời lại có cái món tteokbokki dễ làm đến thế này nhở? Không cần bột gạo, không nặn thỏi mỏi tay, nước sốt cay nóng hổi, chả cá thơm phức vừa thổi vừa ăn luôn. Tteokbokki là món ăn đường phố nổi tiếng Hàn Quốc, có lịch sử lâu đời, bắt đầu từ gian bếp chính của cung điện hoàng gia. Sau này có thêm nhiều phiên bản sáng tạo như sốt phô mai hay biến tấu từ khoai tây để thay cho bột gạo như cách mình đang làm đấy. Luộc khoai với một xíu muối đến khi khoai mềm, bở tơi rồi vớt ra, nghiền nhuyễn cho thật mịn bằng dụng cụ, hoặc muôi hay cối chày đều được, tiện gì thì làm nấy. Ngay khi khoai nghiền còn nóng thì dây luôn bột ngô vào trộn đều, sao cho bột áo đều, tơi khoai thì khi nhồi sẽ không bị vón cục. Tới đây chỉ cần rắc từ từ nước lọc vào và dùng phới đảo liên tục đến khi được hỗn hợp khoai dẻo mướt, chảy thành dòng đặc là được, rồi chút vào túi bắt kem. Theo công thức truyền thống, bánh tấp có thể cắt miếng tròn dẹt hoặc khúc hình trụ dài. Khi nước sôi lăn tăn, hạ nhỏ lửa rồi bắt khoai thành sợi tít tắp. Khoai mướt dẻo nên bắt rất dễ, luộc vèo cái 1 tới 2 phút, thấy khoai nổi là đã chín, vắt ngay ra ngâm nước lạnh để miếng tấp dai và không bị nát.